Chào các bạn trở lại với nhóm review. Thì sau một thời gian dài nghỉ Tết âm lịch, hôm nay nhóm xin trở lại. Trước tiên thì mình xin chúc các bạn luôn sang năm mới luôn mạnh khỏe, làm ăn phát đạt. Và cũng mong các bạn luôn ủng hộ nhóm để nhóm ngày càng phát triển và có động lực làm thêm các video. Thì hôm nay nhóm xin giới thiệu về bộ cao su siêu âm 25W full chức năng. Đây. Bộ cao su siêu âm này gồm có nguồn này, đây là nguồn và một mạch tạo xương. Mình xin giới thiệu qua về ứng dụng của nó. Ứng dụng của nó là tạo xương từ nước để sử dụng trong những ngày hè, nóng đấy, sẽ tạo ra xương. Đây là nguồn này sử dụng đầu vào là 220V AC và đầu ra có hai sắt, đây là 12V này và đây là 12 và 28V. Đây là mạch tạo xương gồm có loa xương này. Đây ở dưới đây là các cái sắt ra cho biến trở để chỉnh cái cường độ tạo ra xương lớn hoặc nhỏ đấy. LED này, LED để hiển thị cái trạng thái bật hay là tắt. Và đây là cái công tắc từ này là để đóng ngắt mạch khi mà có. Để sử dụng cái công tắc từ này mình cần phải chuẩn bị một cục nam châm. Đây, cục nam châm này. Thì khi mà mình đặt nam châm ở đây thì là công tắc đóng. Công tắc đóng thì mạch tạo xương mới hoạt động. Và đồng thời đèn LED này báo xanh. Và đây là jack kết nối nguồn. Nguồn này mình sẽ cắm vào đây. Cái đầu này. Cắm vào chỗ 28V. Và trên đây cũng có một rắc chờ để mình có thể kết nối với quạt. Quạt để thổi xương ra ngoài môi trường đấy. Thì lát nữa thì mình sẽ test trực tiếp cho mọi người xem cái công suất của nó. Okay. À, thì bây giờ mình sẽ test cái bộ tạo xương siêu âm 25W này. Đây. Thì trước khi test mình đã hàn sẵn nguồn 220 vào đây. Đây. Và chuẩn bị một cái nắp và một cái lọ này để đựng nước. Và mình cần thêm một cái cục nam châm để đóng ngắt cảm biến công tắc từ. Nếu mà bạn nào không muốn sử dụng công tắc từ này thì có thể hàn trực tiếp, tức là đâm trực tiếp hai cái dây này vào. Không có buồng nào à? Bây giờ mình sẽ tiến hành test cấp nguồn 220. Không biết nào nhà bị có nào nhỉ? Đi ăn. Ban đầu thì lúc cắm vào đây, đèn sẽ màu đó, công tắc từ đó chỉnh độ mạnh của hơn một miếng trắng. Tắt công tắc đèn màu đỏ, đồng thời mạch cũng ngắt.
trình độ to ngón. Thì trên đây mình vừa test cho các bạn xem bộ đầu xương siêu âm 25W full chức năng. Thì một lần nữa mình xin chúc các bạn sang năm mới luôn mạnh khỏe và luôn ủng hộ nhóm.